Kindred can actually go into the wall here, use her mobility spell, and then you can jump over the walls that she can't typically jump on. So you can. Later, bitch! Execution, please. Fuck me, somebody kill me. Woo! Execution. Hey, guys. Oh! Oh! Oh my god! Okay, this is the most. Oh my god, I'm so sad right now. But how can I hide you?
잠깐만. 아니 얘 여태까지 궁을 안 찍었구나. 아니 Oh, second dash, please. Thank you. Stun, please. Thank you. Oh my god! Easy! I'm doing math. Yeah, this kills. What? We're not gonna talk. Tiếp nối video ngày hôm nay, chúng ta có gì nào? Học hỏi từ cao thủ, quên tam hợp kiếm đi, nó tử thủ mới là trấn phái của Irelia. Kể từ trước khi được làm lại, tam hợp kiếm luôn là trang bị gắn liền với Irelia khi item này quá phù hợp với chất tướng của cô nàng vũ kiếm sư. Tuy nhiên khi Liên Minh Huyền Thoại mùa 11 được cập nhật và tam hợp kiếm bị nếp nặng, item này đã không còn quá mạnh và được sử dụng nhiều như trước. Thậm chí tại bản 11.4, những cao thủ như Rascon, BDD, Nuguri còn bỏ qua item này mà lên nỏ tự thủ cho Irelia. Ở phiên bản 11.3, nỏ tử thủ đã nhận được một đợt tăng sức mạnh cực kỳ lớn khi sức mạnh công kích và tốc độ đánh cộng thêm. Điều này khiến cho nỏ tử thủ có khả năng gây sát thương mạnh mẽ hơn hẳn, thay vì chỉ là trang bị mang thiên hướng phòng thủ thuần túy cho xạ thủ. Hơn nữa, các game thủ chuyên nghiệp thường có xu hướng lên gương vô danh làm trang bị đầu tiên cho Irelia ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, Irelia cần một trang bị cung cấp khả năng trụ giao tranh mạnh ngay ở món đồ thứ hai để tận dụng tối đa các hiệu ứng của gương vô danh. Và nỏ tử thủ chính là trang bị không thể phù hợp hơn khi có nội tại tạo khiên, cung cấp rất nhiều hút máu. Chỉ với hai trang bị này, Irelia đã trở nên rất khó bị hạ gục trong những pha giao tranh giữa trận. Câu hỏi đặt ra là sau khi sở hữu hai trang bị này, Irelia sẽ lên những món đồ nào tiếp theo? Với những người chơi đề cao sự an toàn, thì họ sẽ hướng tới các trang bị mang tính chất phòng thủ. Điển hình ở đây là Nuguri khi anh chàng lựa chọn vũ điệu tử thần làm trang bị thứ ba. Thậm chí bạn có thể lên thẳng giáp thiên thần như tuyển thủ Zika của Bilibili Gaming
hay những item phòng ngự khác như khiên băng, móng vuốt Styrat. Đối với những game thủ theo đuổi phong cách cống hiến và gây sát thương nhiều nhất có thể, những trang bị như cuồng đao và đao tím là lựa chọn vô cùng mạnh. Cuồng đao tương tác cực kỳ tốt với lối chơi Irelia lên nỏ tử thủ khi chuyển chỉ số chí mạng thành sát thương trên đòn đánh. Về cơ bản thì Irelia cũng không quá cần chỉ số chí mạng nên cuồng đao chẳng ảnh hưởng chút nào tới sức mạnh của vị tướng này. Một điểm khá hay của lối lên đồ này là Irelia có thể tận dụng được điểm hồi máu vượt trội ở nhánh chuẩn xác. Với việc hai trang bị gươm vô danh và nỏ tử thủ cung cấp quá nhiều hút máu, lượng khiên tạo ra từ điểm ngọc này sẽ là rất lớn. Nó giúp cho độ lì lợm của cô nàng vũ kiếm sư càng trở nên lớn hơn bởi Irelia có thể chống chịu tương đối mạnh dù không lên đồ cung cấp chỉ số phòng thủ. Ở nhánh phụ áp đảo, hai điểm vị máu và thợ săn tham lam là phù hợp nhất với vị tướng này. Về cơ bản thì với việc tam hợp kiếm bị nếp quá nặng ở mùa 11, trang bị này đã không còn là món đồ buộc phải có của Irelia nữa. Hiện tại thì nỏ tử thủ đang nổi lên như trang bị thần thoại mạnh mẽ nhất của Irelia khi cung cấp khả năng sinh tồn, sát thương cực kỳ tốt cho cô nàng này. Nếu bạn đang cần tìm một phương án leo rank ổn định ở thời điểm hiện tại, Irelia với combo gương vô danh, nỏ tử thủ là lựa chọn vô cùng thích hợp ở cả đường trên lẫn đường giữa. Sau khi xem xong video, đừng quên để lại một like, một share và đăng ký ủng hộ kênh của chúng mình nha!